Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn nhiều người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh rất lớn, xưa nay không được mấy ai. Công chúng tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sư minh tuệ ngay lúc này vì điều đó sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình hành pháp của sư đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Còn đối với những người hiểu pháp, những người học Phật có tầm hiểu biết thâm sâu đang hàng ngày thuyết pháp cho các Phật tử mà lại đi sân si dùng những lời lẽ thô lỗ với người đang hành pháp gây nên sự bất bình trong nhân dân thì thật sự cần phải tự xem lại mình bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các nhà sư trình bày những quan điểm của cá nhân, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh những nhà sư chân chính thuần hành, bày tỏ sự cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, thì lại có không ít các nhà sư có những quan điểm gây gắt trái chiều. Sau đây là một số nhà sư như thế. Trong một bài thuyết pháp gần đây vào ngày 10 tháng 5 Năm 2024, khi nói về quyền tư duy, sự suy luận mỗi người, có một sư thầy vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trình bày suy nghĩ của sư, chúng tôi xin trích đọc một đoạn nội dung như thế này. Ta suy luận, tự ta suy luận đó là tà tư duy, suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bậy gán cho người khác cái đó ta cũng chẳng nói ra rồi thì gặp nhau cũng cười vui vui cũng cười mà trong đầu toàn nghĩ bậy không à rồi toàn chê người này trách người kia không mấy cái đó cũng là tà tư duy suy luận sai để rồi chê người này trách người kia hoặc là sao suy luận sai để rồi ngưỡng mộ một cái thằng ba trận cũng là tà tư duy thưa quý vị và các bạn nếu như nội dung chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng đã cảm thấy mất thiện cảm một chút khi thầy nói đến thằng Ba Trận. Là một nhà tu hành, có tầm ảnh hưởng với công chúng, lại có thể dùng những từ ngữ rất cá nhân và thiếu tinh tế đến như vậy. Nhưng không, sư thầy không dừng lại ở đó mà lại tiếp tục lấy thí dụ như thế này. Thí dụ như mấy cái tay đó mặc đồ rách nó ôm cái bình bát, nó đi lang thang. Ô, đây là thánh nhân, cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh. Cũng là tào lao ba trận, mà không biết có phải tai đó, nó có thiệt hay không. Nó tu cái gì, nó học cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó dứt tâm được chưa? Nó biết cái giới hạn của giới luật là gì không? Lời Phật dạy, nó học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi? Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi thế là ồ đây là bậc thánh của tôi đó cũng là ba trận đó cũng là tà tư duy thưa quý vị và các bạn nghe đến đây chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những cảm nhận riêng của mình chúng ta biết chắc rằng thầy đang ám chỉ đến ai vì chúng ta biết rằng hiện tại cả đất nước chỉ có mỗi một nhà sư duy nhất có một không hai mặc áo rách mang nồi cơm điện đi khất thực khắp đất nước. Lời nói của thầy cũng có một số Phật tử đồng tình, nhưng đại đa số cộng đồng mạng là bất bình là phẫn nộ gay gắt và dậy sống lên án trước những lời nói của thầy. Có rất nhiều bình luận công khai công kích như sau. Ông này không xứng nói về thầy thích minh tuệ. Người mang áo cà sa mà xứng si vô độ, thật là tiếc cho những người ngồi nghe ông ấy nói muốn sân lắm mà phải cam chịu nên xem lại tư cách ông này không biết thực giả ra sao nhưng người ta khổ hạnh hướng phật thì dù một chữ kinh phật không biết tôi vẫn tôn trọng họ có cái tâm phật chứ không phải là học bao nhiêu giáo lý qua bao nhiêu trường lớp là tiến sĩ như ai kia ông này nên bỏ áo hoàng tục đi ông quá sân si và nhỏ nhen tu kiểu hưởng thụ như ông thì quá tầm thường mới đoạn đầu nói chê người này trách người khác là tà tư duy cuối cùng mình lại kêu người khác là thằng ba trợn rốt cuộc ai mới là tà tư duy thưa các bạn và còn rất nhiều rất nhiều bình luận bức xúc khác của công chúng trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như ở nước ngoài Hẳn chúng ta sẽ chưa quên cách đây không quá lâu, mạng xã hội cũng dậy sống với không ít quan điểm của vị sư thầy này. Trong một bài pháp, sư thầy đã đưa ra quan điểm rằng, lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, đi để làm từ thiện, để cúng dường là chính đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Những lời nói này đã nhận lại bảo phẫn nộ từ cộng đồng mạng, vì họ cho rằng đây đều là lý thuyết suông mê tín dị đoan dớ dẫn. Thông qua những lời giảng này, nhiều người cho rằng nhà sư đang quảng cáo về du lịch tâm linh, khi khuyên các Phật tử nên đến những nơi tu tập giác ngộ làm từ thiện. Bên cạnh đó, sư thầy dùng các từ ngữ mạnh như bị liệt, nằm một chỗ, nhân quả, khiến cho nhiều người nghe cảm thấy khó chịu và cho rằng sư thầy đang rủa mình thì phải. Hiện tại sư thầy chưa lên tiếng về những phát ngôn gây bão của mình và câu chuyện vẫn đang được tiếp tục cập nhật thêm. Song, từ góc độ nhìn nhận chung, chúng ta thấy một người tu hành, một nhà sư nổi tiếng có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, một người nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có những lời nói thiển cận như vậy thì thật không nên một chút nào. Tiếp đến chúng ta lại bắt gặp một sư thầy khác có kênh truyền thông YouTube chính thống hơn 300.000 lượt đăng ký. Trong một bài giảng có nhắc về sư Minh Tuệ như thế này. Ông đi chân không luôn đâu có gì, nổi tiếng lắm đi chân không ổng đi từ bắc ra nam đi không phải đơn giản nha quý vị cái tâm này kinh thiệt á chứ không phải là chuyện giỡn đâu bây giờ á bắt nhụn đức mà đi chân không ở đây thôi á đi một chút cũng không nổi nóng cái bàn chân của mình mà trở thành mặt qua da phấn bước một cái xuống nóng cái là nóng không đơn giản đúng không quý vị đâu có đơn giản đâu thử mình đi đi. Mà nắng đây nè, khúc quanh chùa này nè, tự đi chút thử coi rồi biết. Vậy mà, ổng đi chân không từ Bắc ra Nam. Cái này cũng quá phi phạm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thán phải hết sức tán thán Nhưng mà, mấy người làm theo được không? Thưa quý vị và các bạn, nếu như bà giảng chỉ dừng lại ở đây thôi, thì không có cái gì để chúng ta bàn cãi cả. Những điều thầy thuyết pháp trước Phật tử là hợp về lý, hợp về tình. Thế nhưng, ngay sau đó, thầy lại quá khích mà châm biếm hết lời với một giọng điệu cực nhã, chế giễu, thậm chí còn ca hát thành bài cười nói sang sảng, ha ha, trong buổi thuyết pháp để nói về sư minh tuệ như sau. Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật Xin thầy, thầy đi đi, con không có đi. Thầy có một tâm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực quá. Đi chân không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu, rồi cười ha ha sang sẵn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như thầy nói không đi được như sư Minh Tuệ, nhưng mà cách thầy nói rồi cười ngạo nghễ diễu cợt thầy thích Minh Tuệ thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu và bất bình. Cũng là bạn đồng tu với nhau như mình, tu thì có nhiều cách, tu nhà, tu chùa, tu chợ, mỗi người có một cách tu khác nhau. Nếu không ủng hộ đường tu tập của người khác thì cũng không nên đi cười ngạo nghễ đường lối tu tập của họ. Rất nhiều Phật tử đã đặt câu hỏi, thầy nên xem lại mình. Sao đi tu mà lại lên sân si với những người bạn đồng tu giới mình như vậy, thầy có phước có duyên được tu ở nơi mát mẻ sang trọng, còn người khác chưa có phước có duyên thì họ tu ở ngoài đường ngoài chợ. Cái đó là cái chuyện bình thường, tu ở đâu cũng được. Tuy rằng sư minh tuệ không có các đệ tử, không có tu ở chùa nào cả, nhưng mà mọi người người ta gặp sư, người ta kính trồng lễ bái hình ảnh sư đi khất thực nó phóng ra một cái năng lượng lan tỏa rất tích cực làm cho con người ta từ bỏ tham sân si hướng tới những điều thiện lành cái đó mới thực sự cao quý đối với một người tu học phật dân kính thưa quý vị phật tử và quý khán thính giả việc một vị sư với y áo chấp giá bằng những mảnh giải rách cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực. Hình ảnh nhận diện của nhà sư Đậu trần chân đất, sự phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật Pháp được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. Song báo chí chính thống truyền thông trong nước có rất ít bài chia sẻ về việc này. Khi chúng ta tìm kiếm từ khóa sư minh tuệ trên Google search, chỉ có một bài viết trên VTC News nhắc đến ông với tựa bài Hãy để cho Sư Minh Tuệ được yên thân tu tập. Ngoài ra không thấy các trang web báo điện tử, truyền hình trong nước nhắc về chuyện này. Cho đến ngày 15 tháng 5, vẫn rất hạn chế loan tải thông tin liên quan. Điều này khá xa lạ so với những tin tức nóng cập nhật trong ngày khác. Phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Phật giáo cũng như chính trị trong nước? truyền thông nhà nước không nhắc đến sư nhưng hàng chục youtuber đã đi theo sư minh tuệ ghi lại trên từng nẻo đường mà vị sư này đi qua do đó nếu tìm kiếm trên mạng nhiều người sẽ thấy hàng chục video về sư được các trang youtuber hoặc facebook đăng tải khiến sư đang trở thành một hiện tượng nói về sư minh tuệ ông thành đỗ từng là trưởng ban nghiên cứu phật học giảng viên trường đại học phật giáo paris giải thích tại sao vị sư chân chất này đang trở thành hiện tượng cái cốt lõi của đạo phật của một người tu sĩ là giới định và tuệ khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ thì cái giới sẽ sinh ra cái định và cái định sẽ sinh ra cái tuệ cái tuệ khi đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Một nhà báo trẻ trong nước nói rằng đây là phản ứng tích cực của xã hội, phản ứng từ bỏ cái xấu, sống tin theo cái tốt. Nó khác xa hoàn toàn với những nhà sư nổi gần đây kêu gọi Phật tử cúng dường rồi vẽ ra những chuyện mê tín để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội. Cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của sư Minh Tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ. Và sự ủng hộ đối với thầy Thích Minh Tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với một người tu chân chính. Đồng quan điểm với nhà báo này, nhiều người nhận định thêm rằng sở dĩ Sư Thích Minh Tuệ được mọi người sùng bái là bởi có nhiều sư thầy tăng ni gần đây xảy ra tình trạng kêu gọi Phật tử cúng dường quá nhiều, nên sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng trước hiện tượng sư Minh Tuệ này sau nhiều ngày thông báo được gửi đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố có nội dung như sau trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội tiktok facebook youtuber instagram twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ khánh hòa ra hà giang và ngược lại người này được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông cúng dàn vật phẩm, thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam Qua tìm hiểu xác minh Ban thường trực Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa và cơ sở tự diện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Công văn cũng nêu rõ, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Igrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạt địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ hành của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong mấy ngày nay ông lê anh tú đang đi bộ hành trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh hướng về khánh hòa ban thường trực hội đồng trị sự đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố có thông báo với đông đảo phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông lê anh tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sống dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi có thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả người dân chúng ta đều biết Sư Minh Tuệ không phải là Sư. Sư cũng đã khẳng định rất nhiều lần khi có người hỏi việc mọi người gọi Sư là Sư xuất phát từ sự ngưỡng mộ kính mến, một người hành đạo chân chính, khác với những người học đạo và hành đạo họ từng biết dù sự việc này có đi tới đâu, thì chúng tôi, những người làm truyền thông về Phật Pháp, luôn mong muốn mọi người tin yêu vào Đạo Phật và nhân quả. Hãy là những Phật tử chân chính, bỏ ác hành thiện. Nếu như quý Phật tử có kính trọng, tin yêu vị sư nào, thì cũng không nên vì thế mà so sánh vị sư này với vị sư kia. Có chăng thì hãy tự chiêm nghiệm bằng sâu thẳm niềm tin phật pháp của chính mình quý phật tử sẽ tự có câu trả lời thỏa đáng và cũng không nên vì niềm tin sự ngưỡng mộ mà đi theo làm cản trở giao thông cản trở người tu trên con đường học đạo của họ cuối cùng chúng tôi xin được kính chúc quý phật tử quý đạo hữu quý tính giả đang theo dõi kênh thận tâm luôn an lạc bình an và hạnh phúc trên con đường nghe pháp học đạo cũng như hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, còn nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ chẩn dơ rồi lo lắng mong lung, chỉ bằng đi tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại được mất đi rồi thì chẳng thể tìm về thời gian của mỗi người rất ngắn cuộc sống đáng giá hơn tiền của quý trọng hơn vàng bạc vậy cho nên đừng lãng phí đừng suy nghĩ nhiều chi nữa trân trọng những gì trước mắt thôi sống một ngày thì biết được một ngày quá một ngày thì biết hết một ngày chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh. Cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này. Quá rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Nếu mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi. Thấy phiền thì cứ thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có trong cuộc sống này kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều đừng quan tâm đến những lời đồn thổi nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp gỡ biến sự đả kích thành động lực xem thất bại như bài học rồi tiếp tục đi trên con đường của mình làm công việc của mình người biết đau không chỉ có mỗi mình bạn ai cũng phải vừa trị thương vừa phải kiên cường vừa trải nghiệm vừa trưởng thành Cuộc sống dù mệt mỏi Cũng phải đối diện Ngày tháng dù dứt giả Cũng phải đi qua Nên nhớ là trên đời này Ai cũng có những khó khăn riêng Nên cứ vững tâm và cố gắng Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều lo lắng Và chăm sóc bạn Mà là người thầy nghiêm khắc Thích thử thách bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài Với bao lời trách phạt Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng gì, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu có ai đối hoài tới mình. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải nuốt xuống, nước mắt có lưng trồng cũng phải che giấu đi. Mệt mỏi, giấc giả Gắn mà chịu đựng lấy vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cái đắng ngọt bùi không trải nghiệm cuộc sống làm sao hiểu hết tình đời đen bạc như thế nào không gặp chuyện buồn vui làm sao nhìn thấu được thật giả của lòng người ai mà chẳng thích cuộc sống đơn thuần ai mà không muốn thành thật đối đãi ai mà chẳng mong hạnh phúc đông đầy nhưng hiện thực xã hội khiến cho chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổ thịt để mà ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy cho nên, có khi ta chưa kịp tiến bộ, liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút, lập tức bị xô đẩy, ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi qua, những giấc giả từng phải gánh chịu những đau khổ từng nếm trải tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ gì, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được trước thì phải biết cho đi, mong muốn người thông cảm thì cần có lòng bao dung muộn ai đó quan tâm thì nên học cách trân trọng muốn người khác tôn trọng thì cần có lòng tự trọng làm việc nên có sự cảm thông bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác thì người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn mình chịu ra tay giúp khi người cần chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng như vậy người với người vốn không cùng cơ thể cho nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau Có những việc bạn cảm thấy đơn giản Nhưng đối phương thì lại thấy áp lực nặng nề Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới Nhưng lòng của mình lại cánh cánh không quên Chúng ta không phải họ Nên góc nhìn nhận vấn đề không có giống nhau Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt Nên khi tiếp xúc với người khác điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể hai người giao lưu với nhau trạng thái tốt nhất là bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi dù có khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng con người không ai thập toàn thập mỹ công việc không phải lúc nào cũng thuần gió xuôi lòng làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn quả lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét phiền phức sẽ giảm xuống thật lòng đối đã với nhau tình nghĩa sẽ đầm sâu chúng ta không được sánh ra trong quyền quý cho nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn được. Biết cách thương lấy mình, thì mới có thể thương yêu người khác được chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì cứ thẳng thắn làm người không thẹn với trời đất và lương tâm là được thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người bất kể là loại tình cảm nào chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước. Có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục dù mưa hay gió. Hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi. Khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm. Niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ý lại vào bất kỳ ai. Cũng không cần chờ đợi gì ở người khác làm gì. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên, dù làm gì cũng nhớ là chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Có người hỏi rằng, trong tình cảm, điều gì vậy khiến người đau lòng? Tôi nghĩ là phần lớn đó là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi lời nói như lưỡi dao vô hình giết người không thấy máu nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tán bao nhiệt quyết trào dân lúc tranh luận không lựa lời, khi nói khích, nói tùy tiện đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, dễ thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình, khiến cho người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tấm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ nhưng cũng nên nghĩ qua đối phương yêu thương mình như thế nào Mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy Thời gian trôi qua Vết thương có thể lạnh Nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi Mà có thể bị đau hay nổ ngứa Nếu bất chợt đụng vào Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai Nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm Đẩy người xa ta Làm mất đi nghĩa ân khiến cho cuộc đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt, những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì làm sao cứu vãn được nữa? Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ. Thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi, không sao trong một mối quan hệ hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thỏa ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trấn trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Khi nóng giận, đừng nói chuyện vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân không cân bằng, tốt nhất là nên im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận. Chẳng có gì hay ho khi nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ái trọng ái khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan, giống là tự tìm phiền não. Lấy lỗi làm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có mỗi chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh trở lại không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến cho tâm trạng trở nên tồi tệ có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề có kẻ bởi công việc bất như ý cũng có người do tình cảm không được êm xuôi mỗi người tự dùng phương cách riêng để quá giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng, la hét, thậm chí đánh mắng người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Có người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dạy nói nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ý vào tình cảm họ dành cho mình, rồi mặc sức xấu tính, đụng một chút là thanh nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng. Không ích kỷ thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không thực tế cho thấy chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận chúng ta đều hiểu nỗi nóng không giải quyết được vấn đề mà cần phải đối diện chuyện bất như ý để từ đó bình tĩnh xem xét rồi tìm phương quá giải hãy thử nghĩ tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm tổn thương bao nhiêu người ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người. Cũng không thể làm việc bình thường, ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ít lời gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quái lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu được. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông, sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được dài niềm đau, nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa làm gì. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thực sự có duyên, thời gian không gian đều không phải là vấn đề. Bằng như đã dù gặp nhau mỗi ngày cũng không còn ý nghĩa gì cả. Người ta thường nói phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá thông thường khi bạn động lực hết mình người khác chưa chắc sẽ để tâm chỉ cần thôi cố gắng thì người ta lại chú ý đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng mà là để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn sống đơn giản thì vui vẻ nhưng mà đời này người vui vẻ cực ít phức tạp quá chỉ khổ tâm vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sao không chịu quyết đoán. Vậy cho nên, những thứ cần cầm lên thì đừng gió dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay mà buông xuống. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ là chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những gì khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một khi kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận, cuộc sống tâm thường cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc qua quán trách cuộc đời này. Thời gian luôn dần chuyển. Người đến, người đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cho cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, mọi khổ đau của chúng sinh do si mê tạo nên. Muốn giải thoát khổ đau là phải giác ngộ. Học hỏi họ giáo Pháp là học Phật. Ứng dụng giáo Pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học này chúng ta không tìm đâu thấy có ý lại gian sinh, cầu cúng mà thấy mọi người trang bị sẵn ngọn đuốc trí tuệ của mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Đức Phật. Những người này không có yếu hèn sợ hãi tham lam mà lòng cương quyết can đảm kiên trì nỗ lực tu hành cho đến ngày giải thoát. Tham sân si là mục tiêu họ phải chiến đấu đến bao giờ tiêu diệt hết mới thôi nhưng được nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ý lại, gian sinh cầu cúng, dù có bao nhiêu triệu người, Phật giáo vẫn bị chìm trong u tối, vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với Đạo Phật. Đạo lý nhân quả là nền tảng của Phật giáo. Nếu không suy tư cho đến thấu đáo, thì lòng chính tính khó phát sinh. Phật dạy tinh nhân quả là chính tính nếu không chịu khó ra đi soát lại kỹ càng thì làm sao đủ lòng tinh nhân quả bởi không tinh nhân quả chúng ta dễ sinh ra yếu hèn sợ hãi gian sinh rơi vào đường mê tín muốn hưởng được pháp dị một cách thấm thía nồng nàn người phật tử phải tận lực suy tư nghiền ngẫm chính pháp thật tường tận tinh vi như muốn thưởng thức hương vị của thức ăn thật đầy đủ thì phải nhai thật nhuyễn những thức ăn đó. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi mời quý vị và quý Phật tử cùng nghe lời Phật dạy đừng để cuộc đời giống như một dòng lẫn quẩn. Theo giáo lý nhà Phật, Phật Pháp thực chất là một cách để tu tâm. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, đó là loại bỏ tam độc, tham sân và si trong lòng. Cũng như Kinh Phật có câu, cần tu giới định tuệ, khử trừ tham sân si. Có nghĩa là chỉ cần chăm chỉ tu tập giới định tuệ, tức ba phương diệu tu tập dựa trên bát chánh đạo, tức là tám phương tiện giúp một người dựng bước trên con đường hoàn thiện nhân cách, hướng tới giác ngộ giải thoát, thì nhất định có thể diệt trừ tam độc tham sân si trong lòng. Nếu bạn có thể làm theo hai câu gồm 10 chữ ngắn ngủi đó, Cuộc đời của bạn sẽ đạt được thành tựu vô cùng to lớn trên con đường tu Phật. Nhưng mà nói thì dễ, còn làm thì rất khó. Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy rằng, tám độc tham sân si là những nguyên nhân gây ra bất hạnh và phiền não ưu tư cho con người. Cuộc đời này, những thứ mà mỗi người chúng ta theo đuổi hiện nay, không ngoài tiền tài, danh vọng và quyền lực. Có thể nhiều người nghĩ rằng có những điều này chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc nhưng khi được có chúng rồi chúng ta lại muốn nhiều hơn luôn phải tìm mọi cách để duy trì điều đó và tìm đến những điều mới mẻ hơn đó chính là điều làm cho chúng ta đau khổ tám độc là ba thứ ác độc ở trong chính thân tâm của chúng ta nếu không thể kiểm soát được nó thì nó sẽ mang đau khổ đến và phá hoại hạnh phúc của chính bạn thậm chí nó còn khiến cho con người ta ngày càng tạo nhiều ác nghiệp để thỏa mãn tham vọng và lòng tham vô tận của mình khi đó lòng người ngày càng mất đi sự thanh tịnh trở nên ô quế ngày càng rời xa chư phật bồ tát thí dụ nói về lòng tham chỉ cần đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản của con người là đủ nhưng với sự phát triển của công nghệ và văn minh con người càng theo đuổi nhiều thứ cao sang hơn như xe sang biệt thự túi hàng hiệu hàng giới hạn gần như vô tận không bao giờ là biết đủ nhưng những điều này có thể làm cho chất lượng cuộc sống của con người ta tốt hơn hay không thực ra đến một thời điểm tấm bình khí hòa suy nghĩ người ta mới nhận ra rằng những thứ bản thân theo đuổi đều là phù phiếm và chạy theo xu hướng chỉ sợ người khác coi thường mình còn niềm hạnh phúc chân thực lại chẳng thấy đâu có một thí dụ khác là nói về lòng sân hận là thứ mạnh nhất trong tham độc làm tổn thương chính mình trước rồi làm tổn thương cả người khác nữa. Lòng sân hận khiến cho con người ta luôn đầy cảm xúc nóng giận, ghen tức, hung hăng, với ý nghĩa xấu xa để rồi kết cục là rơi vào địa ngục, cay đắng nhất. Còn có lòng thiện niệm nhưng không thể kiểm soát được tính khí sân hận của mình thì chỉ có thể trở thành ác quỷ Atula không thể hưởng phúc khí của cuộc đời. Đó là lý do trong kinh Phật dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bát dạng chứng môn khai. Một khi tâm niệm tức là sân hận, tức giận khởi lên, mà ta không thể tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì trăm ngàn chuyện khó khăn đau khổ chướng ngại sẽ tiếp nối ngay theo sau đó. So với lòng tham và sân, loại độc thứ ba trong tam độc là si có vẻ như gây ra tác động ít nghiêm trọng hơn nhưng cũng không nên coi thường nó. Tuy hậu quả không nhanh bằng hai loại độc trên nhưng chẳng khác nào luộc ếch trong nước ấm từng bước từng bước kéo con người xuống vực sâu. Lời Phật dạy cuộc đời vốn là một dòng lẫn quẩn nhưng trở nên để mớ bồng bông đó mãi trói buộc chân ta. Con người sống trên cõi đời thực mà cũng như cõi mộng. Mọi thứ người ta tranh giành nhau, quyền thế điệp dị tiền tài, cuối cùng đều quá hư vô. Con người luôn loa toan và thất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn, nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc? Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Bởi họ đang tự để bản thân rơi vào dòng lẫn quẩn của cuộc đời. Thế nhưng trong cuộc sống con người chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy thì tại sao cứ để tâm mình mãi lẫn quẩn trong u mê và phiền não? Con người học được cách buông xả, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân xả đi những tham sân si trong cuộc sống thượng nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn bởi khi biết buông xả thì tâm của ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si của mạng nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh của chúng ta phật dạy ba câu cửa miệng khiến cho cuộc đời rơi vào dòng tuần hoàn ác tính theo giáo lý nhà phật con người ta luôn tự đẩy mình vào dòng trầm luân đầy sự khổ đau, cũng bởi những suy nghĩ tham sân si trong đầu. Đặc biệt ba câu cửa miệng độc hại dưới đây chính là dòng tuần hoàn ác tính của cuộc đời theo lời Phật dạy. Bởi chỉ có những người si ngốc mới hay nói, càng nói thì dẫn khí cuộc đời càng kém, mà dẫn khí xa xúc lại càng thích nói những câu đó cứ như thế tạo thành dòng lẫn quẩn mãi chẳng thể thoát ra được. Nếu đó cũng là những câu cửa miệng của bạn hay nói mỗi ngày, thì các bạn cần mau chóng sửa đổi để cuộc đời ngày càng tươi sáng hơn. Câu cửa miệng độc hại thứ nhất là Đâu phải chuyện gì to tát, bỏ đi. Đây là câu nói thường gặp nhất trong cuộc sống. Đâu phải chuyện gì to tát thì hãy quên nói đi, bỏ qua đi, nghĩ thoáng hơn hoặc nhìn thì câu nói này khá hợp lý giống như việc Phật giáo khuyên mọi người thư giãn đầu óc suy nghĩ thông thoáng rộng lượng hướng thiện chớ mà câu này tiểu tiết và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời nhưng trên thực tế điều này còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể thí dụ có người đụng chạm đến lợi ích của bạn như mượn tiền không trả vô duyên vô cớ mắng chửi bạn mà bạn không hề nóng giận chỉ mỉm cười nói với đối phương không sao chuyện nhỏ thôi mà thôi bỏ đi thì đó quả là điều rất đáng ghi nhận chứng tỏ tâm tính của bạn đã nhiễm phật học vui lòng làm chuyện công đức buông bỏ những điều nhỏ nhặt để tâm được an yên nhưng không phải ai cũng bỏ qua được những điều đó bởi tu dưỡng con người nằm chính từ những điều nhỏ nhặt kỳ thực sự tu dưỡng không phải là thấu hiểu những đạo lý thâm sâu to tát mà được thể hiện ngay trong những thói quen sinh hoạt thường ngày, cũng là những tiểu tiết mà rất nhiều người chúng ta xem nhẹ. Tất cả những con người vĩ đại đều khởi đầu bằng những tiểu tiết nhỏ, không làm trọn vẹn những điều nhỏ nhặt thì đừng dội mơ hảo giấc mộng kính ban tế thế làm giàu hay là thành công. Kỳ thực từ xưa đến nay, có rất nhiều người vì quên tiểu tiết mà làm hỏng việc lớn. Nhưng cũng có người vì một ý tưởng nhỏ mà trở thành dĩ nhân. Đời người chính là một giải các việc nhỏ xếp lại cùng nhau. Nếu kịp thời tích lũy, nắm vững kinh nghiệm, thì những việc nhỏ tưởng như dùng dạng ấy lại có thể giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Người xưa có nói, trong tiểu có đại, tức là trong cái nhỏ có cái lớn. Giọt nước nhỏ bé, nhỏ giọt không ngừng, thì có thể xuyên thấu đá, đốm lửa nhỏ đủ để thiêu cháy cả cánh đồng rộng lớn, chuyện nhỏ cũng không nhẫn thì sẽ làm hỏng mưu lớn. Một việc thiện nhỏ mỗi ngày có thể kết rộng thiện duyên, việc đại thiện nào cũng đều từ những việc thiện nhỏ tích lũy thành. Không ai có thể một bước thành anh hùng, người thành sự nghiệp lớn thì trước tiên phải bắt đầu từ việc nhỏ. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ những điều thường bị gắn mắt tủng mũng xung quanh mình. Biết đâu, những thứ dụng vặt ấy lại giúp ta làm nên nghiệp lớn. Câu cửa miệng độc hại thứ hai là trẻ con không có tội. Câu thứ hai này chắc nhiều người quen hơn. Nhiều đứa trẻ nghịch ngợm quậy phá và mắc lỗi thì sẽ luôn có người nói những điều tương tự như vậy cũng giống như tình huống bên trên nếu quyền lợi của bạn bị những đứa trẻ ngộ nghịch xâm phạm bạn độ lượng nói câu trẻ con không có tội sau đó khuyên vị phụ huynh kia để tâm và dạy bảo con em mình nghiêm khắc hơn và bỏ qua mọi chuyện điều này chứng tỏ bạn là người có tu dưỡng đạo đức và tấm lòng rộng lượng là người mang năng lượng tích cực thiện lương nhưng đôi khi nhiều bậc gia trưởng binh con em mù quáng tiếp tục dung túng cho con mình khiến nhân cách của đứa trẻ bị méo mó ngay từ những năm đầu đời vậy thì chắc chắn sẽ tạo ra hệ lụy rất nghiêm trọng sau này đúng là trẻ con không có tội nhưng người lớn phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của con em mình có những vấn đề e rằng trí tuệ non nớt của trẻ nhỏ chưa hiểu được cũng là điều có thể thông cảm nhưng chẳng lẽ người lớn chưa đủ nhận thức để nhận ra cái sai trái bên trong đó sao? Phật dạy rằng, cha mẹ là tấm gương sáng gần nhất để con cái hàng ngày noi theo. Nếu cha mẹ hàng ngày làm những điều sai quấy tội lỗi bất hòa, mà muốn con được hòa thuận và làm phải là hết sức vô lý. Cha mẹ phải luôn luôn nhớ câu này, cha lành con thảo. Cha có lành, con mới thảo được. Khi nghĩ tới giáo dục con cái, cha mẹ phải nhớ mình là gương mẫu của chúng. Theo Đức Phật, dù cha mẹ có dùng những lời hay ý đẹp như thế nào để dạy con, mà bản thân mình lại không làm gương thì cũng không có tác dụng gì. Trẻ nhỏ không học từ một ngàn điều chúng ta nói xuông mà sẽ học từ cách chúng ta cư xử với mọi người xung quanh, cách chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó sẽ là những bài học trực quan và sinh động nhất. Chính vì vậy, trước khi kỳ vọng có một đứa con trung thực hiểu chuyện, biết kính trên giường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình, cha mẹ nên nhìn lại bản thân xem mình đã là một tấm gương tốt cho con hay chưa. Từng có một tình huống thực tế như sau. Một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa con đến một tiệm cơm dùng bữa. Trong thời gian chờ món lên bàn, cả hai bố mẹ điều chỉ mãi mê xem điện thoại, mặc cho con mình chạy đua nghịch trên ghế sofa dành cho khách ngồi đợi. Kết quả, một bé bất cẩn ngã bị thương. Đáng lẽ trách nhiệm ở đây thuộc về cặp cha mẹ kia, không để tâm giám sát con. Hơn nữa, ghế sofa đó dành cho tất cả mọi người chứ không phải cho gia đình họ độc chiếm. Để con mình nô nghịch trong quán đông người đã là không đúng, nhưng người mẹ còn nóng nảy trách móc tiệm cơm không làm tốt công tác bảo vệ mới để xảy ra tai nạn này về phần lỗi sai của con mình người mẹ cũng chỉ nói một câu trẻ con không biết không có tội không thể đổ hết lỗi lên đầu trẻ vì vậy đừng dùng lý do con còn nhỏ làm lá chắn khi con mình phạm lỗi trước hết đây là trách nhiệm của chính cha mẹ đứa trẻ chứ không phải của xã hội thứ hai là nếu con gây rối nơi công cộng cha mẹ trước hết nên thành thật xin lỗi và tìm cách để bù đắp sự tổn thất chứ đừng vội biện minh cho bản thân và con của mình cách dạy con bao che mù quáng như vậy sẽ làm hư con bóp méo nhân cách của đứa trẻ câu cửa miệng độc hại thứ ba đó là có tiền là có tất cả trong xã hội ai cũng chạy theo giá trị vật chất ngày nay tầm quan trọng của đồng tiền không ngừng được nhấn mạnh thậm chí còn trở nên tiêu chí duy nhất để đánh giá sự thành công trong mắt của nhiều người phật dạy tiền bạc của cải là phương tiện trao đổi để sử dụng hữu ích trong mối quan hệ của đời sống như ăn uống ngủ nghỉ là nhu cầu cần thiết của con người về cơ bản con người là chúng sinh cỏ dục do dục mà được sinh ra và hiện hữu con người cần có các nhu cầu ăn mặc ở bệnh nghỉ ngơi giải trí hoạt động đi lại giao tiếp và thưởng thức các cảm xúc khoái lạc giá quan con người không thể sống mà không ăn uống ngủ nghỉ vui chơi giải trí thư giãn sau khi làm việc tài sản của cả vật chất vốn là huyết mạch để bảo tồn sự sống cho tất cả mọi người mạch nhảy máu lưu thông chạy khắp cơ thể nên con người mới sống và tồn tại Tài là khả năng con người có được nhờ học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, luyện tập và biết vận dụng phát quy vào trong đời sống để mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng có ước mơ mình sau này trở nên giàu có, trừ những người đã đang sống trong những gia đình khá giả. Và ai cũng có thể ước mơ mình có khối tài sản khổng lồ, những căn biệt thự với sân vườn đẹp mắt, có hồ bơi, các loại xe sang, máy bay riêng, để thỏa mãn những gì mình mong muốn vậy điều gì sẽ xảy ra với những người đã đạt được những gì họ tham vọng và mong muốn tiền có thể mang lại những đổi thay trong cuộc sống theo hai hướng tích cực và tiêu cực một gia đình khi làm ăn được lợi nhuận càng nhiều thì tham vọng càng lớn thuyền to sống lớn tuy nhiên có nhiều người rất ham thích tiền mê tiền đến nỗi lãng quên trách nhiệm đối với gia đình và người thân. Người có nhiều tiền của chỉ mang lại sự thoải mái về các phương diện vật chất, nhưng rất lo lắng và sợ hãi, cho nên họ hay tìm kiếm các thầy tướng số để chỉ bày cách gìn giữ của cải. Họ không biết rằng hiện tại giàu có là do biết gieo trồng phước báo nhiều đời, cho nên ngày nay mới có được như vậy. Sự thoải mái về vật chất đủ đầy không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ ganh ghét tật đố muốn hãm hại vì quy luật cạnh tranh để tồn tại. Sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt, nhưng cảm nhận được bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài. Sự giàu có cũng làm lộ ra bản chất của con người. Nếu chúng ta là một người hiểm độc, việc trở nên giàu có sẽ khiến người đó trở nên mưu ma trước quỷ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta là người nhân từ đức độ, thì việc giàu có đó sẽ đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Đa số chúng ta ai ai cũng nghĩ có thật nhiều tiền bạc và của cải là hạnh phúc. Đó là điều lầm lẫn quá lớn của nhân loại. Nên khi có quyền lực trong tay, thì tìm cách dơ dét gom góp về cho riêng mình. Nhưng tiền bạc làm ra từ sự phi pháp đó, rất khó mà tồn tại lâu dài chính vì để thỏa mãn lòng tham dục thì con người phải lao đầu vào gian khổ để tranh giành được mất hơn thua mà tạo thêm nghiệp si mê không có ngày thôi dứt tiền bạc quan trọng nhưng không phải có tiền là có tất cả nói như vậy không phải để chúng ta bi quan mà không chịu cố gắng xin năng làm ăn nữa chúng ta vẫn làm việc phục vụ nhưng bằng cả khối óc và con tim, bằng mồ hôi xương máu của mình để không làm tổn hại người khác. Hơn nữa, tiền của tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng ta đâu. Thực tế cho thấy, có những gia đình lúc còn nghèo khó thì mọi người sống rất hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nhưng đến khi giàu có rồi, thì tình cảm vợ chồng con cái anh em lại bị sức mẻ và đổ dở, bởi lòng tham quá độ. Vì lòng tham quá đáng mà con người ta có thể nhẫn tâm làm tổn hại người khác để có tiền nhanh chóng. Tiền bạc chính là người đầy tớ tốt khi tớ biết làm chủ đồng tiền. Sử dụng giàu dịch chi tiêu hàng ngày tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân gia đình. Sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm. Nó có thể làm cho con người say mê, điên đảo, bất chấp mọi thủ đoạn. Người có tiền nếu biết sử dụng đúng cách vẫn đỡ hơn người không có tiền như khi có bệnh hoặc khi giải quyết một số vấn đề cấp thiết người có tiền có bệnh không có già hay không có chết hay không nếu có thì phải có khổ tuy nhiên người có tiền có phước vẫn đỡ hơn người nghèo khó bất hạnh ở chỗ sung túc đầy đủ về vật chất người ham muốn quá đáng dù tiền kho bạc đóng nhà ngang dãy dọc đất ruộng cò bay thẳng cánh cũng chưa cho là vừa mà vẫn còn mong muốn được nhiều hơn thế nữa do đó người giàu hay là kẻ nghèo đều phải biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ chuyển hóa được bất hạnh khổ đau trở thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện để trao đổi hài hòa các nhu cầu cần thiết trong xã hội nếu chúng ta không biết dùng tiền đúng chỗ, đúng nơi, quán phí một cách vô bổ để phục vụ cho cá nhân và cộng đồng xã hội, thì tiền bạc đó trở thành vô nghĩa. Đồng tiền làm ra phải chân chính, nếu không thì vô cửa trước luồn ra cửa sau, hoặc có mà không đóng góp vào việc lợi ích cho mọi người, thì ta cũng sẽ trở thành kẻ tham lam, bỏng sản keo kiệt. Chính vì vậy, Phật và chúng ta phải biết muốn ít biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn nhẹ nhàng nên kinh có dạy ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử hầu như tất cả nỗi khổ niềm đau tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng tham muốn quá độ mà ra thưa các bạn lời kết cho câu chuyện ngày hôm nay đó là ba câu nói trên đây chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống nhưng nếu cứ giữ những suy nghĩ đó tức là bạn đang rơi vào dòng tuần hoàn ác tính của cuộc đời theo lời dạy của đức phật những câu nói đó tưởng như là thái độ sống khoan dung độ lượng với cuộc đời lan tỏa năng lượng tích cực với mọi người rất phù hợp với tinh thần từ bi và rộng lượng của phật giáo song thực chất đó chỉ là cách biện minh cho sự yếu kém càng thường nói thì càng thể hiện sự si ngốc thiếu kiến thức. Cuộc đời sẽ càng thêm xa xúc, rồi lại tiếp tục giữ những suy nghĩ tương tự. Điều này tạo nên một dòng lẫn quẩn vô cùng tai hại. Nhưng nếu hiểu ra và sớm sửa đổi, đây mới chính là thái độ nên có của người Phật tử.